Đây, ghế đây nha, bên trái. Mời anh chị mở mặt nạ ra. Chào chị Cà Tường. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ anh chị sẽ giới thiệu lớn lên nha, để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh. Vâng, chào chị Cà Tường, cùng chào tất cả ekip. Tên tôi là Trần Hữu Định. Năm nay là 54 tuổi. 54. Sinh năm 1966. Dạ. Hiện đang sống và làm việc ở Bình Dương. Làm sale cho công ty và nhà đất Nam Phát. Anh là quê ở đâu anh? Quê ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh, anh vào Bình Dương lâu chưa? Được, vào Bình Dương được một thời gian, được 2 năm, 6 năm vừa rồi là về. Do cái điều kiện hoàn cảnh, xong rồi với vào đấy thì được một thời gian mấy tháng. Xong rồi và ổn định công việc. À, coi như là cũng đi ra đi vào hai lần rồi. Bây giờ là ổn định công việc rồi. Hiện anh đang sống ở đâu, sống với ai ạ? Sống với mình. Dạ, là mình ở chỗ làm luôn hay là sao? Ở chỗ khác, ở thì cũng gần nhau thôi. Dạ, còn chị thì sao ạ? Mời chị. Dạ, chào chương trình, chào chị Cát Tường. Em tên là Hồng Nhung. Dạ. Hôm nay em 45 tuổi, em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ, em vào đây được 20 năm rồi. 20 năm rồi? Dạ. Mình đang sống và làm việc ở đâu chị? Ở Bình Dương ạ. Dạ, mình làm công việc gì ạ? Em làm giáo viên mầm non ạ. Cũng Bình Dương ha. Năm nay chị 45 tuổi. Dạ. Đang sống với ai? Với em gái ạ. Với em gái. Ở với Bình Dương luôn. Dạ. Ủa? Sao anh đi chân không vậy anh? Còn. Hết hồn à. Trời ơi, tưởng hôm nay đi kiếm vợ đi chân không chứ. Trời ơi. Lý do gì tự nhiên cởi dài ra vậy? Chị bảo là làm sao mà. Ra sao cởi dài ra, em nhìn xuống thấy đi chân không hết hồn. Nóng quá. Nóng quá. Chà, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì ạ? Điểm mạnh của em thì thường thừa nấu ăn, thích trẻ con. Và điểm yếu thì em hay nói nhiều và hay quên. Nói chung điểm yếu nhiều lắm, kể không hết. Mình làm cái công việc dạy trường mầm non là được lâu chưa? 20 năm. Dạy mầm non 20 năm luôn. Vậy là yêu dạy trẻ là đúng rồi. Thế còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là... Điểm mạnh thì nó lạc quan, có chị tiên thủ, quan tâm chia sẻ. Còn mặt yếu thì hay quên. Trời ơi, bên đây cũng hay quên. Vậy là cả hay cả tin. Tức là mình sống với tình cảm, là người ta lạm dụng, lợi dụng cũng được. Làm trước giờ đã có bị lợi dụng cái nào, cái gì nặng nề chưa? Cũng bị nhiều, hồi nói chung bị, cứ dính vào là bị. Rồi tình trường sao anh? Anh là 54, 54 tuổi, vậy là mình đã có kết hôn lần nào chưa anh? Có một lần thôi. Lúc đó năm anh... Năm đấy cũng là lần, tức là cách cũng lâu đấy. Ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn là được lâu rồi, từ năm 2000 đến giờ. Dạ, thôi rồi mình có cháu nào chưa? Một cháu thôi, chồng một cháu trai, cũng lớn lớn rồi. Mấy tuổi anh? Cháu đi làm thôi, sinh năm 96. Sinh năm 96, bây giờ cháu ở với ai ạ? Cháu với mẹ, cái màng này là cháu đi với mẹ. Dạ, vậy là cái... Cháu yêu cầu của mẹ. Dạ, nhưng mà hôn nhân kéo dài được bao nhiêu lâu ạ? Cũng được từ năm 9, từ năm 89. Dạ, cũng mười mấy năm mà có một mặt con rồi, nguyên nhân tại sao chia tay ạ? Chuyện vợ chồng thì nói không ai hiểu được, mỗi nhà góc gia đình, nhưng mà mỗi hoa mỗi cành mà. Thì khi trao đổi thì chia sẻ với cả Tương một tí cuộc sống thăng trầm nữa, thì bình thường không sao cả, lên thạc xuống ganh vợ chồng có nhau, để khi mình cuộc sống nó ổn định, vậy là mức sống nó nâng lên một cái thì con người nó thay đổi cái cách nhìn và suy nghĩ, tác động của xã hội là bắt đầu ảnh hưởng về gia đình. Vợ tự nhiên là thay đổi cái suy nghĩ ngay, là bắt đầu là gia đình rạn nứt và cũng hỏng nó từ đấy. Và mấy năm nay mình có qua lại để mà thăm nom gì nhau không ạ? Không, nhưng vợ đóng chưa yêu cầu đâu. Đi luôn rồi. Dạ, nguy hiểm như thế đấy. Cái quan điểm của nhà anh cũng không gặp con luôn. Mới gặp được 1-2 lần đấy. Cả chục năm gặp có 1-2 lần. Đúng rồi, vợ đóng cho gặp thì chịu làm gì được. Là quan điểm của nhà này thì cả tương tức là từ khi cháu còn bé mà 5 tuổi, nó bảo là việc người lớn thì mình nên giải quyết người lớn, còn trẻ con thì mình nên để cho cháu một yên một nơi, coi như mình là người lớn, mình đi xa để trẻ con nó không bị tác động, mình không níu kéo, không vướng vấn gì cả thì ai nuôi cũng được. Về quan điểm mình thống nhất đưa ra trước là mình nuôi, chứ đến khi là mình đi xa cả thế là về là cô ẩm nó có ẩm đi luôn, thỏa thuận với nhau vậy thôi, là bên mình nuôi. Khi về là cố là tự nhiên cô ẩm nói chuyện với ba thế nào bùi tái cả là ba trao cháu cho cố là cô ẩm đi luôn, mà mãi rồi tít luôn không và cô đóng không cho qua tiếp xúc gì đấy. Bây giờ là mất liên lạc luôn, cháu vẫn có liên lạc với nội. Còn chị thì sao ạ? Em thì chưa lập gia đình, độc thân, chưa có gì hết. Thế mình đã trải qua được mấy mối tình rồi chị? Chung là 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu và kéo dài bao lâu? Khoảng độ được hơn 1 năm, cái tay cũng khoảng độ 2 mấy năm. Quen 2 mấy năm trước rồi, một mối tình đó quen hơn được 1 năm. Thế mình còn nhớ lúc đó lý do sao chia tay không? Hồi đó là mẹ bạn là bệnh nặng á,
Xong rồi bảo là cưới thì tại vì lúc đó còn nhỏ lắm, cũng chưa suy nghĩ đến cưới xin gì hết. Mình bản là con trai thôi nên vẫn là để ra về mà mình không chịu thì chia tay thôi, đơn giản. Từ đó đến nay? Đến nay thì không. Là gần 20 năm là không có một mối tình nào hết. Lý do tại sao chị? Lý do thì mình cứ nghĩ là mình yêu cái người đầu thì cái người thứ hai phải bằng cái người đầu thì mình mới lấy. Cái ví dụ như người đầu thì 10 thì mình thứ hai thì phải được 9. Không có ai được bằng như vậy thì mình... Mình đi luôn một hơi 20 năm luôn. Dạ đúng rồi. Có khi nào mình thấy mình tiếc nuối gì hay là mình buồn gì như thế nào không? Có tiếc nuối thôi chứ buồn thì cũng chỉ một chút, là khi nào ba mẹ mà gọi điện la thì hơi buồn tí. Dạ. Thế là tiếc nuối thì có. Dạ. Dạ. Thế năm nay là mình quyết chí lập gia đình chưa chị ha? Mình quyết lắm rồi mới lên đây á. Quyết lắm rồi. Nào mình cũng lớn tuổi rồi nha. Dạ. Chị muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm và chia sẻ. Dạ. Ví dụ như hôm nay anh đi nhậu thì nói là hôm nay anh đi nhậu mà nhậu ở chỗ nọ chỗ kia. Ví dụ có chuyện gì xảy ra thì mình biết cái chỗ đấy mình đến, thế thôi. Về nhà nhưng mà nhậu thì nhậu thoải mái, không có quan trọng gì hết. Nhưng mà làm sao nhậu thì phải biết đường để về nhà. Đừng để lộn nhà người khác nha. Dạ vậy thôi. Chứ ngoại hình thì chị có yêu cầu gì không? Cao thêm một chút, ngoại hình dễ nhìn hơn. Dạ. Còn anh mẫu người anh đang tìm kiếm, anh có cái chuẩn như thế nào mà? Anh thì bình thường, đầu tiên là cái tiêu chí của anh có ba gái lên. Thứ nhất là chúng tôi nói là phụ nữ người ta phải cương quyết. Cái thứ hai là cùng chung ý chí. Cái thứ ba là phải đồng cam cộng khổ. Yeah. Vì hạnh phúc là một hành trình. Bây giờ em hỏi anh nè, nếu bây giờ anh lập gia đình nữa thì anh có muốn có con nữa không? Cái đấy thì đương nhiên là sẽ xảy ra. Yeah. À, chỉ một đứa thôi. Một đứa nữa thôi, đúng không? Thế giờ em hỏi chị nè, chị có muốn có con không? Dạ có. Nhưng mà theo như em thấy là về y học là như là tuổi của chị là cũng hơi khó khăn rồi đó. Chị có đi, có lo lắng hay có kiểm tra hay có đi bác sĩ gì chưa? Dạ cũng có. Có là sao? Bác sĩ nói sao? Nói là bình thường. Bình thường? Dạ. Trước khi chương trình ngoại điện thì cũng có đi trước để coi là ý của bác sĩ nói như thế nào. Nhưng mà bác sĩ nói là bình thường, cứ thoải mái. Rồi như bình thường thoải mái vẫn sinh được phà đúng không ạ? Dạ. Chị muốn có mấy cháu? Trời cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu ạ. Trời, giống như ý anh nói cũng cặp này cũng hợp rồi. Một cháu là cũng được rồi, để mình nuôi dưỡng cho nó tốt nha. Với là mình, anh chị cũng lớn tuổi rồi. Đó là mình nói vậy thôi, rồi còn có chuyện mà anh chị có bấm nút rồi có hẹn hò tiến tới hôn nhân không là còn một vấn đề khác nữa. Rồi cho em mượn cái tấm hình của chị coi ạ. Trong này là có chị á nha. Anh tìm thử coi chị là ai. Dạ, tìm đi ạ. Mỗi người cho đối phương một gợi ý đi, chị cho gợi ý trước đi chị. Cao 1m6 ạ. Rồi, cao 1m6, 45 tuổi, làm nghề nuôi dạy trẻ. Còn anh 54 tuổi, cao mét mấy ạ? Cao 1m66 ạ. Cao 1m66. Trời, sao tự nhiên đoán vô giờ chỉ cho anh nó hay vậy? Tại vì cao 1m66 thì tầm đó thôi. À, hay quá rồi. Con này được có gia đình rồi nè. Con này sao biết ta có gia đình rồi? À, tại vì tại con đấy. Trời ơi, nhiều con, nhiều khi con cháu chắc của ai rồi ẩm chơi sao? Vâng, thế cô giáo thử đoán con hôm nay đi. Thử đoán cô giáo là con nào đi. À, cái cô giáo là ẩm em bé đó phải không? Ờ, đúng không? Rồi, cô giáo thích trẻ con. Bây giờ phải mở cửa ra tìm ra để hai anh chị thử kiểm tra nha. Dạ. Cặp này là xứng đôi ạ. Mời anh chị hãy hướng về cửa trái tim. Hay dữ ta ơi. Ôi trời, chào anh. Anh có món quà nhỏ nè. Đó. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà để tặng anh. Trời ơi, cô giáo cao dữ nha. Anh cảm ơn nha. Rồi. Rồi hai anh chị ngồi xuống nha. Rồi bây giờ thấy mình chọn đúng không ạ? Đúng rồi. Nè, cổ chọn đúng anh luôn nha. Đây đúng không? Cổ vừa nhìn một cái cổ chọn đúng bóc anh liền. Đó, hay dễ sợ không? Anh chọn là bởi cái thầy bế trẻ con thì đúng là nuôi dạy trẻ đó. Đó, chứ đâu phải ẵm con là có chồng rồi đâu. Bậy. Đây nè, món quà này nè, món quà này mới đặc biệt nè. Thế ý nghĩa món quà này là sao vậy chị? Tại em cũng muốn là hạnh phúc là hai vợ chồng con cái nó sum vầy như vậy. Đó. Anh cảm nhận những món quà của cô giáo như thế nào? Món quà của cô giáo rất ý nghĩa. À, cảm ơn cô giáo. Mình cất kỹ biết đâu mai mốt đứa con đầu lòng của hai vợ chồng mình sẽ lấy ra mình chơi. Đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của mẹ dành cho ba ha. Và ba đưa lại cho con nha. Một túi tiền rất ý nghĩa. Dạ, em cũng hy vọng vậy đó. Thì bây giờ Tường sẽ dành cho anh chị thời gian để anh chị trò chuyện với nhau. Rồi 5 phút sau thôi Tường sẽ quay lại nha. Mời anh chị cùng ăn trưa với nhau tại nhà hàng Maria Sài Gòn. Các Tường xin mời hai anh chị thưởng thức món hàu đúc lò phô mai của nhà hàng Maria Sài Gòn nha.
Đây là một món ăn có hương vị thơm ngon, lại giàu dinh dưỡng. Hào thì được lựa chọn rất kỹ lưỡng, mang hương vị biển tự nhiên. Bọc bên ngoài là lớp phô mai rất béo và rất thơm. Dạ, mình vừa ăn ha anh chị ha, và vừa trò chuyện với nhau. Dạ, chúc anh chị ngon miệng ạ. Cảm ơn Tường sẽ quay lại ngay ạ. Cảm ơn cả Tường, cảm ơn chương trình. Mời em nè. Dạ, mời anh ạ. Anh em đi. Anh mới vào đây lâm nghiệp mới có 2 năm thôi hả? Còn cũng được 10 năm rồi, nhưng mà vừa rồi lại phải về. Không có việc nó phải về. Chúc sức khỏe em đi. Gặp nhau là cái duyên đó, chúc em. Mình đã có câu chuyện. Anh tự nhiên nhé. Em bố mẹ khỏe nữa? Dạ, bố mẹ em còn khỏe. Nhà mình đông anh em? Nhà em được 4 trẻ em, em là lớn ạ. Trai gái nam nữ thế nào? Ba gái, một trai ạ. Đẹp quá nhỉ. Bố mẹ nó bao nhiêu tuổi? Bố em 75 mà mẹ em 70 ạ. Tốt em. Em vào đây lâu rồi đúng không? Dạ, giờ anh đang ở Bình Dương có một mình anh ạ. Ở một mình? Dịp gặp đấy là một cái điều là duyên, là ý của trời. Thế còn thực hư nào thì là mình tìm hiểu. Em cũng vậy, thấy em gặp ở đây là cũng là một cái duyên của chương trình để cho hai người đến với nhau. Còn như thế nào thì sau này mình... Đó là cái cầu nối để mình hiểu với nhau hơn và cũng là... Ủa, lúc nãy em có nghe anh nói là giờ anh có một bé mà giờ không ở với anh à? Đúng rồi, cũng không đi lại. Vậy từ hồi chia tay chị đến giờ mà anh cũng không gặp lại con à? Có gặp một lần. Gặp ở trong ba về, vậy ba về Vũng Tàu về gặp một lần. Tại sao anh không đi tìm bé để... Tìm gì? Không có. Không tại vì mình là cha, mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà người ta không yêu cầu. Không, em thấy là người mẹ họ không cho mình gặp bố thì là cái điều đấy là cái ý định của người mẹ. Còn nhưng mà con á thì là mình thấy là con mình đẻ ra thì nếu như mẹ không cho con hai bên thì mình phải tự mình đi kiếm. Còn lúc đó giáo dục không cho nuôi nhưng mà mình vẫn đi lại được. Anh là em như vì con mà anh hết đấy, hết gia tài đấy, đắm đuối với con đấy. Mà đến khi anh phải đóng cửa, là người ta đóng cửa thì mình làm sao để được. Thì các em người tư vấn anh phải quá rất nhiều nhà tư vấn thì anh mới ổn định lại tâm lý và sức khỏe. Người ta mới nói thôi, nỗi đau nào rồi nó quá đi mà. Thì thời gian là thăng thuộc thì nó sẽ nguôi ngoai chứ mà cứ đắm đuối nó sẽ ảnh hưởng. Nên sao anh phải dừng lại đi chứ. Thế nhưng em nghĩ là chia tay cũng lâu rồi mà tại sao không có bao giờ đến tìm anh không ạ? Cũng không luôn. Gặp lại chị. Dạ, thí dụ như sau này anh kết hôn, anh định lập nghiệp ở trong này hay là anh về quê? Lập đấy. Anh bây giờ là lập đấy. Lập đây chắc chưa chứ em thấy anh đi ra đi vô hai quận rồi. Thôi bây giờ thì lập đấy rồi. Lập đây rồi ha. Bây giờ hẹn hò để kết hôn mà mình tính nãy giờ có bàn bạc, mình gặp gỡ, mình hẹn hò tìm hiểu nhau như thế nào chưa? Thí dụ như cái trường hợp là ảnh đã có mà một đời vợ, có được con rồi thì chị có ngại gì không? Nãy như em cũng nghe hai anh chị đang bàn về vấn đề này đúng không ạ? Anh chị có suy nghĩ như thế nào? Mình cứ thẳng thắn chia sẻ, mình hiểu nhau thôi. Em thì em không có vấn đề gì cả. Nhưng mà lúc nãy thấy anh nói là con mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà biểu là từ hồi chia tay đến giờ thì không có gặp con thì thấy nó cũng... Thấy buồn? Dạ. Buồn. Tại vì dù gì mình cũng là cha của bé cả. Thật ra đúng nó rồi. Cũng có nhiều trường hợp. Thật ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chia tay mẹ thôi chứ không phải là con. Thì mình vẫn cứ đi lại với chị, con. Nhưng mà có những trường hợp phụ nữ người ta không cho thăm lấy gì đâu thăm. Đúng rồi. Thí dụ giống như em, ví dụ giống như em nè. Lúc em chia tay em đâu có cho ba nó thăm con đâu. Em nói trước luôn con em nuôi, đừng có đụng, đừng có dính vô, đừng gì hết. Người ta không cho lấy đâu thăm. Chứ thật ra con mình mà ai cũng muốn. Nhưng mà nó tùy nhà. Cũng thật sự là có những ông chồng rồi cũng vô trách nhiệm, không thăm nom con. Rồi mình có gia đình mới, có con mới rồi quên bẵng đi, mình có một cái đứa con luôn. Cũng có những trường hợp như vậy anh ạ. Cho nên là giờ mình mới gặp nhau, mình cũng không có thể nào mà mình mà nhận xét được. Cái đó là cần phải có thời gian để anh chị tìm hiểu nhau nhiều hơn, để mình biết như thế nào. Cuộc sống mà muôn màu muôn vẻ, nó nhiều cái sự kiện xảy ra lắm chị. Cho nên nhiều khi mình nghĩ cái quan điểm của mình là đúng, nhưng mà mình cũng không chưa thể nào mình khẳng định được đối phương là đúng hay sai. Tại vì mỗi cái sự việc á, nó lại mỗi cái góc nhìn khác nhau. Nhưng mà ý là chị không ngại cái vấn đề đó chứ gì đúng không? Chị chỉ đang thắc mắc là sao ảnh không thăm con ảnh thôi chứ gì. Vì đây cô giáo rất thương con nít. Buồn lắm, ở nhà này buồn lắm. Nói với con cái là đắm đuối lắm. Nhưng bây giờ bất khả kháng. Thì những cái này khi mà mình tìm hiểu nhau, anh chị sẽ trao đổi thêm còn nhiều cái lắm. Chị quan điểm như thế nào về cái tình yêu trong hôn nhân ạ? Mẹ Trung Thủy thì mới giữ được gia đình. Để cho gia đình êm ấm, làm ra tiền mà không có Trung Thủy thì cũng không có giữ được hạnh phúc trong gia đình. Thế còn anh quan trọng điều gì nhất trong cái hôn nhân ạ? Anh cũng vậy. Trước tiên cái tiêu chí là phải Trung Thủy.
tiền là vật mình phải xem đừng quá quan trọng và đừng chi ly điều này, bởi vì tiền thì cứ xem tiền là vật ngoài thân. Tiền nhiều mà chết là hết. Vợ chồng đồng cam cộng khổ. Đúng. Chia sẻ với nhau ha, cùng vượt qua. Nhưng mà nói chung cũng phải cố gắng đi làm, phấn đấu vươn lên, phải an cư lạc nghiệp, phải có cái mình sinh con cái ra vẫn cho con nó đầy đủ chút để con mình nó đỡ cực khổ. Bây giờ em mời hai anh chị nha. Chúng ta sẽ bóc vào những lá thăm của chương trình và đọc những cái yêu cầu ở trong này. Mời chị trước đi ạ. Đọc lớn lên nha chị. Hãy kể ra ba điều anh thích và quên tất cả trên cơ thể của phụ nữ. Cái gì em đọc chị đọc nghe không hiểu gì cho vậy. Hãy kể ra ba điểm anh thích và quan tâm nhất trên cơ thể phụ nữ. Ôi. Anh hiểu rồi anh đó, em đọc rõ rồi. Hiểu rồi. Dạ, anh để ý gì nhất cả? Trước tiên là mình là khuôn mặt đã. Khuôn mặt thì là cửa sổ tâm hồn đi. Sau này vòng 1 đi, từng bước một. Vâng, là mới 2 vòng 1 rồi, cái vòng, thứ 3 là cái gì ạ? Từ rồi vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì mình để xem thì như vậy thì cảm thấy là em theo anh là anh từ trên xuống. Đúng rồi, thế mình phải đảo rồi, nhưng mà cái đầu tiên là cái khuôn mặt và đi vào cửa sổ ngay. Đấy rồi anh ạ. Chị để cho coi chị thấy không? Bạn gái hãy biểu diễn hoặc thể hiện một năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp. Dạ, xin mời chị, trúng nghề chị rồi. Giáo viên mà. Bài tù. Dạ, rồi mời chị ạ. Em sẽ hát và múa cho anh. Dạ đây, rồi, hát múa. Đó, hát và múa em nha. Em hát bài, em là cô giáo mầm non nên em sẽ hát bài Hai bàn tay của em cho anh người trong tình nha. Rồi, mời cô. Hai bàn tay của em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em múa cho mẹ xem. Khi em giơ tay lên là rình bướm trắng. Khi em giơ tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng. Trời ơi, múa đẹp mà sao hát nhỏ vậy? Hát vậy rồi sao mấy con nghe được ta? Em tập không được. Hả? Bình thường thì tập hát? Không, ở nhà thì em văn nghệ được nhưng mà lên đây không dương. Nhưng mà bình thường rồi có dạy cho trẻ múa hát không? Dạ có ạ. Dạ rồi trong lớp là bao nhiêu bé? 40 mấy. 40 mấy bé mà cô giáo nói cái giọng vậy là 40 mấy bé đâu có nghe được. Không, em la to lắm ạ. To lắm mà bây giờ. Sao bữa nay nói nhỏ xíu? Hôm nay em rung. Rồi em rung quá. Chắc là khớp rồi đó, trúng người rồi đó. Cũng 20 năm chưa có quen ai. Em dành cho hai chị ít phút nữa. Mỗi người hãy nhìn nhau, nhìn qua trái tim này 30 giây. Rồi mình hãy nói cho người đối diện biết cảm xúc hôm nay của mình như thế nào, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chị đang xúc động mà chị nói luôn đi ạ. Giờ chị muốn nói gì với ảnh ạ? Dạ em không biết giờ nói gì được nữa. Rồi vậy anh nói trước ạ. Mình đàn ông mình nói trước đi ạ. Rồi hai anh chị nhìn nhau đi ạ. Qua cái buổi gặp mặt trong thời khắc là cái duyên thôi. Cái này là cái bước đệm để mình có cái cơ hội được chia sẻ nhiều hơn và là cũng là cái cơ hội để mà mình tiến xa hơn. Anh cảm nhận về cô gái này, anh nhận xét về người phía ngồi đối diện anh như thế nào? Anh có rung động được miếng nào chưa ạ? Có trước. Có. Có cảm nhận một tí. Còn chị thì sao ạ? Em thì cũng trước tiên là chị nhận xét về ảnh như thế nào? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Hiện tại chị cảm thấy như thế nào? Em thì em thấy anh cũng nhẹ nhẹn, hoạt bát mà. Nói chung cũng có một tí. Cũng gì ạ? Cũng có một chút. Chút gì? Chút cảm tình ạ. Hả? Cho một chút cảm tình ạ. À có chút cảm tình. Trời ơi chị nói lớn hay chị nói nhỏ quá à. Là cũng có rung động phải không? Yeah. Dạ. Thì đó là cũng những cái bước đệm thôi. Thật sự những cái phút trên chương trình này nó không có đủ để mà anh chị hiểu nhau. Yeah. Chúng ta phải có nhiều thời gian. Thì hôm nay là chương trình chỉ tạo cho anh chị một cái cơ hội. Các tường cũng chỉ làm cái cầu nối cho anh chị gặp nhau thôi. Thế còn cái quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau để mà tìm hiểu để tiến xa hơn nữa hay không là cái quyền quyết định của anh chị. Nếu mình thấy đây là mình rung động, đây là cái người mà mình có thể là xây dựng được lâu dài thì chúng ta đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Mời hai anh chị đặt tay vào cái nút bấm này. Và sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu như anh chị đồng ý thì mình bấm mạnh vào đây. Nếu như không đồng ý thì mình lấy tay lui. Nha, và mời hai anh chị nhắm mắt lại nha. 1 2 3 Hết thời gian, rất là nhanh lẹ. Rồi mời hai anh chị qua đây. Bây giờ nắm tay nhau đi ạ. Trời, cô giáo mắc cỡ được. Cô giáo mắc cỡ. Nắm tay nhau đi ạ. Cô giáo mắc cỡ.
Và ngày hôm nay là lần đầu tiên anh chị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Anh chị cũng có thể dành cho nhau một nụ hôn. Tay lạnh thế, tay cô giáo mà lạnh thế. Thế thì giờ anh làm sao cho anh chị ấm lên một chút xíu đi ạ. Biết đâu sau này mình thành đôi, đây là những hình ảnh rất đẹp. Dạ, mời anh. Cảm ơn. Dạ. Dạ đúng rồi, Dũng rồi, chị. Dạ rồi, em chào anh Dũng. Em là Thi Anh, biên tập của chương trình Bà Mối Hẹn Hò. Thì đây cũng là cái buổi casting phỏng vấn đầu tiên của mình thôi, nên là mình để xem là mình tương tác, mình trò chuyện như thế nào thôi anh ha, cũng chưa phải là ghi hình, cho nên là mình cứ thoải mái thôi. Thì anh Dũng giới thiệu đôi nét về bản thân mình, gồm họ tên rồi tuổi. Nhìn cái bối cảnh này thì chắc là đang sống ở bên Mỹ đúng không ạ? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thì anh giới thiệu về họ tên, tuổi rồi những cái công việc hiện tại anh đang làm đi ạ. Dạ. Tên Dũng, họ Bùi, sinh năm 1965, năm nay là 58 tuổi. Mình là dược sĩ, ở bên này gọi là bác sĩ ngành dược khoa. Mình làm công việc thì nói chung mình làm bên chuyên môn của bên dược cho một cái hệ thống tập đoàn. Bên này làm theo tập đoàn của mấy cái tập đoàn, cái bệnh viện của cái tập đoàn. Thì công việc của mình hàng ngày chính yếu là mình kiểm tra tất cả thuốc men và bên bác sĩ y tá người ta cho bệnh nhân để kiểm tra để mình coi liều lượng thuốc cho vậy có đúng không, có an toàn bệnh nhân không, thuốc uống nhiều loại khác nó có gây ảnh hưởng, nó có tác dụng phụ, nó có gây ảnh hưởng với nhau không. Ví dụ như là với cân nặng bao nhiêu đó thì cái thuốc này mình chỉ dùng được liều lượng bao nhiêu đây, xem mình sẽ check cho là bác sĩ với lại điều dưỡng là họ cho có đúng cái liều lượng không, đúng không anh? Đúng rồi, nói chung là mình kiểm tra lại cái an toàn thuốc, tất cả những an toàn thuốc, những thuốc để uống với nhau có được không, có thể nhiều thuốc uống nó chống nhau, nó gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Nhiều lúc bác sĩ người ta cũng không có rành, nên mình phải kiểm tra lại. Tức là thay vì như ở Việt Nam là bác sĩ cứ cho đơn thuốc đó là mình đi mua thuốc theo đơn bác sĩ, còn ở bên đó thì anh Dũng sẽ có một cái bước là double check lại coi là cái đơn đó nó có vấn đề gì hay không. Dạ rồi. Đây mà làm vậy là nó kiện mình là sập điểm luôn á, nói chung nó kiện là nó bắt phạt rất là nhiều. Phạt và mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước bác sĩ đúng không? Đúng rồi, mình bản thân mình bị phạt mà công ty của mình cũng bị phạt, mà phạt rất là nặng, phạt kiểu phạt tan đe, phạt để có nghĩa là tấn công. Nhưng mà anh Dũng là sống bên đó lâu chưa ạ? Mình sống bên này cũng được 34 năm rồi, hồi năm 89 qua đây cũng 34. Mình đi theo diện nào anh ha, theo cùng gia đình hả? Gia đình đúng rồi. Là hiện tại gia đình mình nó đang ở bên Mỹ hết rồi. Phần lớn anh chị em thì ở bên này, có một số anh chị em ở Việt Nam ta không thích qua đây, hoặc là có số làm ăn thì Ở Việt Nam là anh ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ? Thuộc gốc hồi xưa ở Quảng Trị, nhưng mà sau này thì ở Sài Gòn với ở Hòa. Trước qua đây Sài Gòn. Dạ rồi. Vậy là bên đó thì anh về cái bản thân anh thì như thế nào, điểm mạnh điểm yếu của anh, rồi cái tình trường của anh nó như thế nào anh ha? Tình trường thì nói chung là tình trường thực ra hồi xưa nhà mình có chính thức thì mình có qua hai đời vợ đã trời. Lần đầu thì hồi đó mình trẻ lắm, hồi đó mới 45 tuổi lấy vợ rồi, đấy 15 năm sau thì ly dị, tại không có con cái, mà nhất là lúc đó qua đây là mình phải đi học lại từ đầu, học cả 10 năm mới ra trường, thì nó vợ chồng nói chung lúc đó cũng cực khổ, đi học rồi sinh viên là cực khổ lắm, để sống xa nhau rồi phần thì không có con cái nữa, thì nó cuối cùng mâu thuẫn rồi chia tay rồi. Ủa, anh kết hôn xong rồi, kết hôn ở Việt Nam xong rồi anh mới sang Mỹ hả? Kết hôn khoảng một năm, đúng rồi, hồi đó kết hôn khoảng một năm. Rồi hai anh chị là anh một nơi, chị một nơi. Đúng rồi, không qua thì vẫn đi với nhau chứ, vẫn đi với nhau qua đây bên này chứ, tại mình đi được định cư. Dạ rồi, nhưng mà sống chung với nhau là 15 năm mà không có con. Đúng rồi, 15 năm không có con, mà lúc đầu thì thời gian đầu qua đây nó cũng cực lắm. Nói chung tại mình đi học, làm thì nó đỡ, còn mình đi học không, để sau này nó có tương lai hơn, thì là mình 10 năm đầu nó cực rồi. Thiếu, nói chung là nó dễ xảy ra những cái sự phức tạp. Dạ.
Rồi cuối cùng Vậy là ly hôn. ly hôn rồi Dạ. 2 năm sau, 2004 ly hôn, thì 2006 mình có gia đình lại, rồi mình mới có hai cháu. Bây giờ Có con không 2000 ạ? giờ lần sau này thì có hai cháu, có hai bé sinh đôi, nam sinh năm 2007, cưới 2006 sinh, bây giờ cũng 16 tuổi rồi. Thì lần sau này cũng mà 2006 rồi tới 2016 cũng ly hôn, cũng nói chung cũng không có hợp nhau cũng ly hôn. Nhưng mà có điều là hai hai bé thì nó ở với mình từ nhỏ tới giờ, nói chung mình nuôi nó 100% cho mẹ. Nhưng mà cái người vợ thứ hai của anh cũng là người Việt Nam luôn ạ. Cũng là người Việt Nam, đúng rồi, người Việt Nam. Nhưng mà không hợp là vì không hợp vì lý do gì, anh cũng kết hôn được 10 năm thì mình mới ly hôn đấy. Thì nói chung là cũng cũng khó mà nói nó không hợp, là tại vì cái có thể tính cách không có hợp, cái suy nghĩ không có hợp, nó nhiều cái lắm. Nói chung là còn lý do tại ai thì nó thật ra cũng không thể nói là tại ai hết, thì tại cả hai người, tại người mỗi người một tính, một suy nghĩ khác nhau, là nhiều không có dung hòa được, nó thì nó xảy ra thôi. Rồi, vậy thì anh về về cá nhân anh đi thì là bên đó là anh nhà cửa ổn định hết rồi đúng không? Rồi anh có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh thì mình nói chung là lịch sự, mình tôn trọng mọi người, mình có cái tính coi mọi người là giống nhau, ai cũng giống nhau, trong mình tôn trọng mọi người thì nó cũng được mọi người tôn trọng. Rồi mình nói chung mình dám nghĩ dám làm thì mình chịu trách nhiệm với những gì mình luôn luôn là có cái hướng, nói chung là mình luôn suy nghĩ tích cực, mình bao giờ mình tiêu cực hết đó. Luôn luôn suy nghĩ, dù trong cái thất bại mình cũng suy nghĩ tích cực, mình không bao giờ, thành ra nó cũng có những cái hay của nó. Nói chung phần lớn là gặt hái thành công, cuối cùng chỉ có cái đường tình duyên thì nó phức tạp chút xíu. Điểm yếu thì có điểm yếu thì mình có cái tính hay cái kiểu mà mũi lòng là nhiều lúc là trong cái chuyện tình cảm, mà đôi lúc mình mũi lòng mình thương hại nó, không mình bây giờ mình kinh nghiệm mình thấy không có tốt, mình thương hại đôi lúc nó hại cho chính người ta, mà hại cho chính bản thân mình, mà hại chính người người ta nữa, thành ra cái đó dở. Bây giờ mình hay Rồi giờ anh muốn tìm một mẫu người như thế nào ạ? mẫu người thì bây giờ mình 58 tuổi rồi, thì mình cũng dĩ nhiên ai cũng thích có người vợ. Nói chung là mình thích thì chắc khoảng tuổi chắc chừng cỡ 45 tới 52, 53. Còn dáng người thì thân cao một thân cao một xíu, đừng có mập, đừng có ốm quá, nhưng đừng có mập, nói chung có trình độ chút xíu hiểu biết để sống. Anh Dũng là cao mét bao nhiêu ạ? Mét Mét 65. Rồi, tái cao khoảng bao nhiêu thì ok ạ? 7, 1m6 ở đó, 1m57 Mét 52 lên được không? nó hai nó hai hơi mình hơi hơi Mình hơi mình cao gót thôi. chưa cái đó thì Anh quan trọng là đi ra ngoài nó cao bằng anh thôi chứ còn về nhà thì bây giờ mình nói là mình muốn vậy thôi, chứ thực ra cái cao thấp thì nó cũng tùy, tại vì dạ, người ta có thể thấp nhưng mà khuôn mặt người ta dễ thương hay là dáng người ta dễ thương thì đúng nó vẫn rồi đúng rồi đúng rồi là vậy. Mình thích hơn là có nghĩa 1m5, mình 1m57, 1m62, 1m63, nhưng mà nó cũng tùy, nó không không rồi có không có không có thể giới chắc chắn được. dạ Giống như mình rồi là phụ nữ 45 tới 52, nhưng mà giả sử như tốt nghiệp người ta là 55 56 mà người ta rất có duyên thì nó vẫn có thể hơn Rồi, 50 có duyên, mình cũng đâu có nói được, thành ra cũng cũng nói chung tùy. là tình hình có duyên là được đúng không anh? Thì đúng rồi, có duyên khuôn mặt phải có duyên với phúc hậu một tí, nhìn khuôn mặt phúc hậu. Nhưng mà anh ơi cho em hỏi nhá, từ khi anh ly hôn năm 2016 tới nay thì cũng 7 năm ấy, thì bên đấy anh Đúng. không gặp người nào anh cảm thấy phù hợp hay là ấy nữa à? Thực ra có, mình quen cũng 2 3 lần nữa, nói thật lòng, nhưng mà mình có cái, tại vì mình làm việc
mình ít khi tới bệnh viện lắm, mình ngồi ở nhà mình làm việc, máy móc ở ở bệnh viện, mình ở nhà, ở văn phòng ở nhà mình ngồi mình theo máy thôi, ít đi ra ngoài. Mà mình quen từng để ý quen gần quen 2-3 năm, 2-3 người quen, phần lớn quen qua Facebook, quen qua mấy cái mạng xã hội á, rồi nhiều lúc lúc thấy cũng được, nhưng mà sau thời tháng tìm hiểu thấy có vẻ nó không có thích hợp lắm. Thường thường vậy, không không có đủ tin tưởng hoặc là không có thích hợp, thì nó bởi vậy mình mới nhiều lúc mình hay coi coi bạn muốn hẹn hò, thấy chương trình giới thiệu thấy nhiều người cũng dễ thương, thấy nhiều cặp cũng có Đấy, như vẻ vậy là anh có thể về Việt Nam anh tham gia chương trình điểm đúng không? chắc chắn thuận tiện. Nhưng mà cho mình hỏi chút xíu được không, về cái vấn đề về là tại có thời gian không chị biên tập viên, có ha, có Dạ thời gian để chắc anh hỏi đi, anh cần hỏi thì anh cứ hỏi đi ạ. hỏi là tại cái chương trình mà mình thấy nhiều người giống như lên thì có sự sắp đặt trước không, hay là hoàn toàn sự là hai người mới gặp nhau lần đầu rồi nói chuyện rồi Dạ, mới trên gặp nhau lần đầu đó anh ạ. họ hoàn toàn là vậy luôn hả chị, họ không Đúng có sự rồi, sắp đúng rồi. Dạ không, anh sẽ không được biết về người ta cho tới khi anh gặp người ta trên sân khấu. vậy hả. Vâng, Cái đúng đó rồi. cũng có một cái hay á, là nó tạo cái sự gọi là mới mẻ ngạc nhiên, nhưng mà cũng có cái ngại là giả sử đôi lúc mình như như giả sử như tính của mình là mình cũng mình nói thiệt, mình lên trên đó thì giả sử như gặp cái người mà không vừa ý thì mà mình cái tính mình bởi mình thấy cũng hay ngại lắm, mình không cũng Dạ. không giống như mình mà giống như mình không có bấm chuông chắc mình cũng cảm không có Dạ sao không có sao đó. đâu anh, tại vì thực ra cái nút bấm của chương trình ấy, nó là một cái để mình có thể là mình cho nhau cơ hội để mình hẹn hò thôi, chứ không Đúng. có nghĩa là mình lên sân khấu là bắt buộc mình phải bấm nút. Thực sự mình Thì có đúng. cảm tình với cô gái đó, nếu như sau chương trình mình muốn tìm hiểu thêm thì mình bấm Thì nút, mình còn nếu như mình cảm thấy mình không muốn tìm hiểu thêm cô gái này nữa thì mình có quyền không bấm nút. Đó, còn bấm nút xong rồi về thì anh chị có thể hẹn hò nhau, tìm hiểu nhau. Sau một vài tháng mà cảm thấy không phù hợp thì ok, mình cũng có thể không tìm hiểu tiếp, giống như việc mà các anh các chị vẫn được đi mai mối ở bên ngoài vậy đó. Chứ cũng không phải là mình bấm nút là mình bắt buộc là mình cứ phải tìm hiểu rồi rồi mình đúng rồi. theo đuổi người ta, thì anh cứ thoải mái không có vấn đề gì cả. Với cái thứ hai nữa là khi ít nhất là khi mà tìm người cho các anh ấy là chương trình cũng tìm không không hoàn toàn được 100%, nhưng mà ít nhất cũng là 60% phù hợp với cái tiêu chí của mình, ít nhất là về cái ngoại hình, về cái tuổi tác và về những cái mà tụi em có thể kiểm chứng được bằng mắt thường cũng như là bằng cái thực tế. Còn đương nhiên là Đúng về rồi. tính cách rồi có phù hợp với nhau hay không thì cái đấy là mình phải tìm hiểu nhau rồi. Đúng Nên là rồi, anh đúng cứ rồi. yên tâm không sao nha. Với lại mình sẽ không được biết trước về thông tin người ta đâu. Tụi em sẽ cố gắng tìm theo cái tiêu chí của mình thôi. Có nghĩa là mình trước khi gặp mặt là mình không hoàn toàn không biết Đúng gì rồi. Đúng rồi, không có biết gì đâu ạ. Trước giờ là như vậy đấy anh ta. ạ. Vâng. Chứ gặp Mình cứ chứ mà nghĩ biết rồi lên chương trình đâu còn gì bất ngờ nữa đâu. vậy hả, chứ không Dạ. chị cũng không cho thấy mặt thấy rồi giống Dạ như đúng mình rồi. Không biết gì hết anh nha. Rồi, bây giờ em mô tả tiếp về mẫu người của anh đi để tụi em tìm ra anh này. Về công việc mẫu rồi về quê quán anh có yêu cầu gì không? quê quán thì mình không không có không có nhất định là phải chỗ nào, nhưng mà tại vì mình chỉ thấy là tại vì mình về Việt Nam thì phần lớn mình cũng ở vòng 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 không có ở vòng vòng Sài Gòn, ở thành phố thì mấy tỉnh xung quanh, tại đó nếu mình nghĩ mà nếu mà gặp một người bạn gái mà ở thành phố ở Sài Gòn hay là ở những cái tỉnh gần gần xung quanh thì nó dễ để sau này đi đi lại với nhau á, tìm hiểu nó dễ hơn, tại vì giả Dạ. sử như phải rồi về về dưới Cà Mau thì nó xa quá, nhiều lúc nó không nó bắt Dạ tiện rồi, chị, lân cận Sài Gòn đúng không ạ? Sài Gòn hoặc là Đồng Nai hoặc Tàu dần Ở dần miền Bắc dần gần luôn được gần không ạ? được, ngoài Bắc cũng được nếu mà có tiếng người Bắc cũng được, không cũng được Dạ. mà Bắc thì giả sử như gần gần Hà Nội chút xíu hả, trung tâm á Dạ. thì mình Dạ. hơn. Nên là bay về là thay vì bay về Sài Gòn là bay thẳng ra Hà Nội, transit ra Hà Nội luôn đấy đúng không ạ? Ta từ nước ngoài ra về Hà Nội luôn cũng được thì nó dễ hơn, Vâng. tại Vâng. thì Đỡ nó phải xe chút đò, xe riết gì đúng không anh? Còn bây giờ là các tỉnh khác thì về bị về Sài Gòn xong rồi phải xe đò đi các nơi đúng không? Dạ đấy đúng rồi. rồi. Rồi anh có yêu cầu bạn gái thêm về điều gì nữa không ạ?
Thì nói chung là mình yêu cầu thì dáng dấp khuôn mặt dễ thương chút Anh có xíu, hình mẫu lý tưởng không? Anh có hình mẫu lý tưởng nào không? mẫu lý tưởng thì cũng cũng không, nói chung là thì nhiều người thích thì thích nhiều người lắm, nhưng mà biết sao là gọi là lý tưởng, người nào Không, tức là có nhiều. anh có idol nào không? Anh có tưởng tượng là bạn gái mình có một cái gì đó giống với cái hình mẫu mà anh mong muốn không? Không thì nói chung người nào mà thấy, nói chung là mình chỉ thích là khuôn mặt phúc hậu dễ thương có duyên là được, còn Dạ không không rồi. là cuộc đời có một cái đặc điểm riêng mình không, không. Dạ. Dạ rồi, ok. Rồi, em cảm ơn anh Dũng nhiều ha. Thì đây nó chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì khoảng khi nào thì anh có dịp anh về Việt Nam anh? À, như như mình thì tháng 7 này thì mình đem mấy đứa nhỏ với bạn của tụi nó đi đi Thái Lan, thì sẽ ghé, chắc sẽ ghé vô Việt Nam, định đi là Vịnh Hạ Long rồi đi, đi tại mấy đứa nhỏ ta thấy Vịnh Hạ Long rồi nó thích đưa tụi nó đi chơi, mình định đi thì sẽ ghé về Sài Gòn là chơi chút xíu. Dạ rồi, vâng. Mà nếu mà không tháng 7 thì lúc nào, dạ, nhưng mà thực ra từ từ cũng được không sao hết, giả sử như càng càng năm mà trẻ trẻ hơn một tí thì càng càng thích hợp hơn cho mình, tại hai đứa con mình cũng mới 16 tuổi á, mình thích nó lớn lớn và mình phải nuôi hai đứa đứa thành ra là Không, nó càng chững chạc hơn tí xíu thì nhưng mình mà dễ thực hơn. ra nếu mà hai đứa con anh 16 tuổi mà nó sống bên Mỹ là tụi nó cũng đã trưởng thành rất là nhiều rồi. Không, nó trưởng thành nhưng mà nó chưa biết cái gì hết, gì hết. Nói chung là mình Tại phải lo hàng, vì lo ba gấu bảo bọc trước quá đúng không? à, mình lo cho nó hết chứ nó chưa biết tổng cái gì hết á. Dạ rồi, ok. Thì nói chung là bây giờ là trước mắt là cứ có cái lịch tháng 7 đi. Khi nào mà anh Dũng thì có thể là anh Dũng cứ giữ liên lạc với chương trình để gần tháng 7 chẳng hạn, như khoảng tháng 6 đi thì các em ấy sẽ liên lạc với anh Dũng để check cái lịch của anh Dũng xem là tháng 7 anh Dũng đã về chưa. Để nếu mà tiện thì là mình sẽ ghi hình, tại vì dù sao từ giờ tới tháng 7 cũng còn tới 4-5 tháng nữa thì là hy vọng là sẽ có bạn gái phù hợp với anh. Ok. Dạ, hồ Mà sơ với các chị thì tụi em nhiều lắm, quan trọng là mình có thời gian để tham gia hay không thôi. ừ, đúng là có thời gian nhưng mà em cũng nói thật lòng chị biên tập là mình cũng hơi hơi nói thẳng là cũng cũng hơi hơi kén chọn chút xíu nói thật lòng là nói chung là nói chung là phải phải có một người thích hợp chút xíu, tại con mình cũng cũng ngại lắm, tại vì cũng ly dị 2 lần rồi, mình cũng muốn cứ tiếp tục đổ vỡ hoặc là này nọ cũng kỳ lắm, hoặc là thì muốn kiếm người tính tình thì chắc chắc chương trình không có biết tình sao ha, chỉ biết là cái vóc dáng bên ngoài này nọ thôi phải không, thì nói chung là kiếm người dễ xíu là được, chứ khuôn mặt phúc hậu với nói chung là nhìn thấy được thì mình dễ cảm tình để mà tìm hiểu thêm. Dạ rồi, ok. Cảm ơn anh Dũng nhiều ha. Đã dành thời gian nửa đêm rồi tham gia phỏng vấn với bọn em nha. Dạ, cảm ơn nhiều ha, cảm ơn chương Dạ. trình. Rồi, chào anh. Anh nghe rõ không ạ? Có anh nghe nghe đâu này, chào anh. Dạ rồi, bây giờ ở đây thì chưa có ekip của chương trình thôi anh ha. Em là biên tập Thanh Trúc ạ. Còn có biên tập Tuyết Nhung và Thi Anh nữa. Rồi. Thì bây giờ mời anh giới thiệu bản thân giùm em nha. Họ tên, công việc, quê quán của mình ạ. Anh thì sinh ngày 15 tháng 3 năm 1975. Quen ở xã Thanh Ngọc, Thạch Thất, Hà Nội. Anh làm nghề mộc tự do, thiết kế và nhận công trình nội thất. Ừ, mộc hả? Là anh tên làm ở nhà hay là sao, anh mở cửa hàng hay như thế nào ạ? Anh thì xưởng tại nhà, anh nhận các công trình ở ngoài Hà Nội, các tỉnh thành. Dạ. Rồi, cái đó mình có mở công ty gì không anh hay là mở xưởng vậy thôi? Mình làm tự do em. Dạ. Rồi, anh chia sẻ một chút về cái điểm mạnh, điểm yếu với lại cái đường tình duyên của anh nha. Anh thì cũng trải qua một lần rồi. Thì hiện tại anh có một đứa con gái sinh năm 12, cháu đang ở với mẹ. Anh thì Dạ. chia tay được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Thì từ đấy giờ anh Đấy, định sống. anh cũng sống. Rồi lý do làm sao mà mình chia tay anh? Thì nói thật là vợ anh nhà sập cổ với bạn. Thì anh cũng khuyên bảo nhưng mà nó không nghe. Thì bắt buộc phải chia Bắt tay. buộc phải chia tay. Dạ rồi, chia tay được bao lâu rồi anh, ly hôn được bao lâu rồi?
Điểm mới vô được 5 năm rồi. Rồi, 5 năm đó mình có tìm hiểu ai không anh? Nói chung là mình cũng chưa chưa tìm hiểu nhiều lắm. Cái thứ ba là mình phỏng vấn. Rồi bây giờ thì vậy thì bây giờ anh muốn tìm một cái người như thế nào, anh mô tả kỹ giùm em nha, ngoại hình, công việc, tuổi tác luôn. Anh muốn chú để tuổi kém anh, kém anh hơn một giáp. Kém hơn một giáp á hả? Vâng, đúng rồi. Là có nghĩa anh 75 thì cô đó khoảng 85, 87, 88 gì đó đúng không? Khoảng 90, 91 gì đấy. Ừ. Làm sao vậy, sao muốn là cái cô mà nhỏ hơn giáp rồi sợ khác biệt khoảng cách đồ không? Anh muốn anh về là cũng về xin lỗi. Ừ. Là bây giờ muốn sanh con trai hay sao? Nói chung là muốn sinh con trai. Con trai. Dạ. Rồi rồi sao nữa, cô đó ly dị rồi mà đang có đứa con gái được không? Cũng được, quan trọng là sống thì lòng tốt nhất. Đành nguyện. Trung thủy. Dạ. Rồi, quê quán ở đâu được anh? Anh muốn gần gần. Nói chung là phải theo anh đúng không? Bây giờ thì anh có nhà riêng hay đất gì hay là sao rồi? Anh được. Dạ, có nhà riêng ha anh hả? Ừ. Ừ. Rồi rồi anh yêu cầu gì về cô đó không? Mà tròn mập gì được không? Anh không cần một nắng một nắng người. Ừ. Dáng yêu yêu thì được. Giờ rồi nhưng mà ly hôn là có con được ha? Ừ, cũng được mà. Được mà. Dạ. Độc rồi. Thân thì có con thì được mà, cũng được mà. Rồi bây giờ anh thì có cả tài ca hát gì không? Có tài lẻ nào không á? Anh thì yêu ca nhạc mà hát mà ăn. Ừ, yêu ca nhạc lắm hả? Ừ. Rồi lên chương trình kiếm bài hát được không? Cũng được. Giờ thuộc bài nào không? Ừ, anh hát đoạn. Rồi dạ anh hát vài câu cho tụi em ha. Ừ. Anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi, em ước mong gì? Thật lòng mong ước hãy nói đi em. Em đừng ép, nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi em chớ giấu hay ngại và thẹn thùng. Lạy người yêu ơi, chẳng tỏ về sao em? Em cũng biết đến ai rồi, rồi chẳng rời nhau. Rồi, ok, cảm ơn anh ạ. À. Nếu được chọn thì anh có thể